cái lỗ này lên được không ta? Sao thấy hơi hơi chật á. Họ đi từ từ lên chắc được. Ui xím chó rồi. Mày ấy chứ. Mí mày chứ. Lắc đầu với là cái ông kia. À lắc đầu với ông á. Rồi kiểu chạy chui lên à. Rồi. Rồi ông kho chậm ông. Ông cha mình cuốn con này rồi nè. Đó luồn que. Đó que được là cuốn được nè. Rồi dính nha anh em. Rồi một em. Một phê xím ngẫm anh em. Rồi xử lý cái con trong đây sao đây. Cuốn được là một chuyện, còn ăn được hay không là một chuyện khác nữa. Rồi ôm xét vô lấy đất. Còn bắt đầu con trắng bắt đầu nó biết mình cuốn nó rồi á. Húp con này top 1 với cả 7 triệu. Húp này hên hên lên top 1 luôn. Lắc đầu với là kho trọng nè. Đó Việt Nam à, chơi đoàn kết nè. Ok. Rồi que bên này cuốn cái con này vô á, đỡ kiểu khó lại chỗ này á, đỡ con nhã nó chui vô á. Rồi đủ hai đuôi luôn nha anh em. Là một vòng đủ hai đuôi luôn. Rồi nhân 5 nữa nè. Đó, lụm được cái nhân 5 điểm nè. Tăng tắp lên, chuẩn bị quắn về trong. Rồi tìm cái nhân 17, hốt anh em. Ôi ôi, ôi trời con kia. Ui liều mạng dữ anh em. Xím nó đi củi đó ơi. Quái đạn thiệt. Con kia nó liều dữ anh em. Nhả cá quả hay gì ta? Hay liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều chưa. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục xiếc. Rồi rộng đất rồi đó anh em. Chỗ này cá nhân điểm rồi á. Rồi bây giờ chỉ cần là đi rộng rộng ra cho mấy con khác nó hỏi cuốn lên cái hai đứa nè. Đó. Có khi nào cũng xanh nó cuốn lên rồi cũng nó không có cuốn được. Rồi vô lớp trong anh em ơi. Chỗ lớp trong nó rớt luôn kìa. Con này dai quá. Này này đợi kiểu nhữ kiểu tẹt nó ăn cái cho nó nhanh luôn nha anh em. Từ kiếm đăng điểm ủi nó ăn cái nha. Còn chứ con này nó thủ biết khi nào nó mới ngấm đi. Rồi dụ đi chậm lên đây dụ chờ nó lên đây tạt nó ngấm cho nhanh. Rồi nó đi đâu rồi? Trời nó thấy mình lấy đất rồi, nó chiếm đất của mình kìa. Rồi một vòng nữa nha anh em. Nó thủ dai thì chấp nhận thôi. Mày con đá ở trong nhìn nó bự nha, mà hiện tại như kiểu không thấy nó trên top. Chắc kiểu nghĩ chắc là nó tầm cỡ B4 triệu gì đó. Mình cũng bự chạy bé lửa, mình top 51 luôn. Rồi kiểu ăn con này nó mới lên được top được. Đâu, ở đâu rồi? Ủa con kia nó luồn qua nó cuốn mình kìa. Coi nó luồn qua nó cuốn mình á. Thủ thằng, à nhân 10 đây, đó mi vụ tạc cái á. Nó đi đâu rồi ta? Trời nó lên trên này nha, đây cá X10 nè. Mà hôm nãy giờ không thấy cái đầu nó nha. À nó lên kìa anh em. Không biết tạt được cái khúc này không nữa. Rồi ngon luôn anh em, nhân 10 húp luôn. Rồi ăn luôn. Trời nhân 10 còn mấy giây à? Trời lên 2 triệu mấy luôn kìa. Wow, còn một đống thịt luôn kìa. Đi tìm nhân điểm cái nè. Lên được top 8 rồi, ngon. Ấm luôn, top 9 luôn. Cá nhân điểm à, ủa nhân 10 20 cái luôn nè. Trời ơi. Nhân 10 20 cái luôn kìa anh em. Trời ơi, bên cái bên ngồi kia một cái nữa kìa. 5 triệu. Đó. Còn một cái đống đây luôn nè. Lên hạng 6 anh em. Qué đẻ. Rồi. Rồi, tiếp tục qua đây cuốn một bên đây nữa nha anh em.